Chào mọi người, Na đây. Hôm nay là một ngày mưa gió bão bùng. Chủ nhật nào mẹ con Na cũng sẽ đi shop một chuyến, chủ yếu là mua đồ ăn vặt cho hai con mang đi học trong một tuần. Giày của em gì thì rách rồi cho nên là hôm nay được mua giày mới. Đây, hazelnut syrup của Starbucks là con gái Na mê lắm. Pha cà phê chỉ cần cho vào mấy giọt thôi là nó có vị ngọt và rất là thơm. Rồi, bây giờ thì chúng mình ăn trưa nha. Chị Moon ăn bánh bao chiên, Na với em gì ăn chung một bát súp sủi cảo nhân tôm thịt. Nói chung cũng tạm tạm thôi, 6 trên 10. Ăn xong là chúng mình đi mua trái cây, mua đồ ăn vặt. Na thích ăn dứa lắm mọi người. Ai quả này là 8 đô, tính ra là khoảng 130.000 tiền Việt. Ở cái shop này thì trái cây sẽ đắt hơn những shop khác một chút. Và họ làm marketing hay lắm. Trái cây cứ cắt sẵn đó cho khách hàng thử. Mà một khi mà đã thử ấy, thì thường sẽ mua nha. Không mua nhiều thì mua ít. Tại vì họ tự tin hàng của họ là hàng tuyển, hàng chất lượng. Dù là nó có đắt hơn những cái chỗ khác đó. Nhưng mà bởi vì mình biết chắc chắn là nó ngon thì mình sẽ vẫn mua. Bây giờ là 5 giờ chiều, bọn mình đang trên đường về. Tại vì trời mưa nên tối nhanh. Nãy trên đường về qua vùng Việt thì Na có ghé và mua 2 bát phở cho ba mẹ con. Mang về ăn khỏi phải nấu nướng gì cho nhanh. Hôm nay là một ngày ăn uống nghỉ ngơi, chơi bời xả láng. Chuẩn bị cho ngày mai một tuần mới đi học đi làm. Lần đầu tiên Na mua phở đây, ok la nha. Na chúc cả nhà mình một buổi tối thật bình yên nha. Bye.